Ok chưa? Rồi đây bây giờ thầy sẽ bắt đầu luôn nhá. Đây, thầy sẽ bắt đầu luôn với những cái nội dung trong bài học này của chúng ta. Được không ạ? Rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu luôn. Và các bạn đừng quên là các bạn sẽ comment đáp án với thầy nhá. Comment đáp án để chữa với thầy cho hiệu quả. Được không? Comment đáp án để chúng ta chữa cho nó hiệu quả. Được không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu luôn với cái bài giảng ngày hôm nay. Ok, nhiều bạn kêu là em vào muộn, đúng không? Không vấn đề gì cả. Nào bây giờ chữa nhá, chúng ta xem là với cái đề này thì liệu là mình làm được khoảng bao nhiêu điểm thì là ổn rồi, đúng không? Làm bao nhiêu điểm thì là ổn rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn với từng câu hỏi của chúng ta. Câu số 1. Một vật nhỏ dao động điều hòa và đây là cái phương trình của chúng ta. Người ta hỏi là tần số, có nghĩa người ta hỏi F. Thế đây chúng ta có là gì ạ? Omega của ta là bằng gì? Omega là bằng 10 pi. Vậy là chúng ta tính được F là bằng omega chia cho 2 pi. Vậy là chúng ta chia thôi, 10 pi chia cho 2 pi vậy là bằng 5 Hz. Đáp án câu số 1 của chúng ta là D. Ok chưa nào? Các bạn ơi, các bạn comment cho thầy dạng là gì? 1D này, 2B này, 3C như thế này được không ạ? Để chúng ta chữa cho nó hiệu quả nhá. Thầy biết là các bạn đang nói đến câu nào. Tiếp theo là câu số 2 của chúng ta. Là một vật nhỏ dao động điều hòa trên một cái quỹ đạo thẳng dài 24 và người ta nói là dao động này thì có biên độ là bằng bao nhiêu? Thì chúng ta biết là chiều dài quỹ đạo L của chúng ta thì bằng bao nhiêu? L là bằng 2A. Đúng không? Mà L là bằng 24, vậy A của chúng ta thì nó bằng 12 thôi. Đúng chưa? Và câu số 2 đáp án của chúng ta là B. Ok chưa nào? Câu số 2 đáp án của chúng ta là B. Rất nhiều anh chị 2K2 ở đây. Cảm ơn các em. Các bạn có thể giúp thầy tag bạn bè 2K3 vào nha và giúp thầy share livestream để nhiều các bạn biết đến livestream này của thầy hơn. Rất là cảm ơn các bạn. Hiện tại đang có 1.200 bạn đang xem rồi. Cảm ơn mọi người. Tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 là trong dao động điều hòa thì gia tốc nó sẽ biến đổi như thế nào? Đúng không? Đây là một câu mà người ta yêu cầu so sánh pha của gia tốc với vận tốc. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta biết là gia tốc của chúng ta thì luôn biến đổi sớm pha pi trên 2 so với vận tốc. Đúng chưa? Rồi, đó, sớm pha pi trên 2 so với vận tốc. Vì vậy đáp án câu này của mình nó là lệch pi trên 2. Đúng không? Mình hay nhớ nó là gì? Sớm pha pi trên 2. Đúng không? Sớm pi trên 2 thì cũng có nghĩa là nó cũng lệch pi trên 2. Vậy là câu 3 đáp án của ta là C. Rất là đơn giản luôn, câu 3 C. Câu số 4 này, đến một câu đồ thị. Đúng chưa? Về cái đồ thị ấy thì thầy mới dạy các bạn ở ngoài này thì thầy mới dạy một buổi thôi. Đúng không? Nhưng mà thầy tin là các bạn cũng đã biết đọc cái đồ thị rồi. Đúng không? Với cái đồ thị này. Các bạn trong khóa học thì thầy có dạy kỹ hơn nhưng mà cũng chưa dạy đến cái dạng về đồ thị. Đó, tuy nhiên là với cái đồ thị này thì mình đọc rất đơn giản thôi. Đúng không? Người ta hỏi là gì? Pha ban đầu đúng không ạ? Pha ban đầu của chúng ta ở đâu? Ở đây. Đúng không? Pha ban đầu của chúng ta ở đây. Có nghĩa là tại thời điểm ban đầu thì x của chúng ta là bằng gì? Bằng 0. Và đồ thị của chúng ta là hướng đi xuống. Đi xuống là chiều gì? Chiều âm. Vậy là x bằng 0 theo chiều âm. Đúng chưa? Vậy là pha của chúng ta là bao nhiêu? À, chiều âm thì pha dương. Vậy là câu số 4 đáp án của chúng ta là D. Đúng không? Pha nó sẽ phải bằng pi trên 2. Đây các bạn nhìn cái đồ thị x bằng 0 đi xuống này là xong. Đúng chưa? Rồi, tiếp theo nha là câu số 4. À đây quên mất. Rất nhiều bạn thì hỏi thầy là thầy ơi, em không nhận được link thi thử. Được chưa? Rồi, nhiều bạn là đang hỏi thầy là đang không có link thi thử. Thế bây giờ thầy sẽ giải quyết cho các bạn về cái link thi thử hay là link tài liệu. Thứ nhất nha. Đây các bạn nhìn này. À, hôm nay thầy có đăng cái link thi thử hàng tuần là vào thứ năm. Cho thầy xin mấy phút để thầy chia sẻ với các bạn này. Thì đây có một cái link mà các bạn click vào thôi. Đó, đây nó sẽ ra như này. Và ở đây người ta sẽ gửi luôn cho các bạn link. Các bạn thấy nó vừa nhảy lên không ạ? Đó, thì đây chính là link thi thử. Thế thì một số bạn click vào cái link này không nhận được. À, tại sao các bạn không nhận được? Thì đây thì chia sẻ luôn là để Facebook hay là các thầy cô có thể gửi tài liệu tự động cho các bạn thì các bạn vui lòng là điều chỉnh cái độ tuổi ở Facebook người ta lên thành 18 cộng giúp thầy thì lúc đấy thì mới nhận được cái tin nhắn tự động các bạn nhá. Đó, không nhiều bạn lại cứ trách là thầy không gửi, không phải đâu mà cái đấy là gửi tự động. Đó, các bạn lưu ý, bạn nào thi thì đã có file đề rồi, thầy không gửi được link đề. Được chưa nào? Bởi vì gửi link như Facebook nó cũng hạn chế nên thầy không gửi được nhá. Ok, chào Hà Quốc Dành. Rồi, vậy là xong câu số 4 rất đơn giản. Tiếp theo với câu số 5. À, một vật dao động điều hòa, đây là phương trình của chúng ta. Và đề bài hỏi là gia tốc cực đại. Đúng không? Gia tốc cực đại thì tính bằng công thức gì ạ? A thì bằng gì? A max nha, A max là bằng omega bình nhân A. Mình thay vào thôi, omega là 4 pi bình phương nhân với A của chúng ta là 6. Đúng chưa? Lấy máy tính bấm. Câu 5 đáp án là gì? Là C à? 4 pi thì ở đây các bạn lưu ý muốn bấm chuẩn thì các bạn lấy pi là căn 10 giúp thầy nhá.
Vậy là 4 căn 10 đúng không? Đây, 4 căn 10 này. Đúng chưa? Các bạn bình phương lên rồi các bạn nhân với 6. Vậy là ra 960 đúng không? 960 gì ạ? Cm trên giây. Bình phương. Và ở đây thì chúng ta thấy không có đáp án này. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải đổi nó ra là bao nhiêu? 9,6 mét trên giây bình phương. Đúng không? 9,6 mét trên giây bình phương. Ok chưa ạ? Vậy là cái câu số 5 này đáp án của chúng ta nó là gì? Câu số 5 đáp án của chúng ta là C. Được chưa? Rồi, câu số 5 đáp án là C. Tiếp theo là câu số 6. Câu số 6. Nào, một trắc nghiệm với cái phương trình như thế này. Và đề bài thì hỏi chúng ta là ly độ của trắc nghiệm khi pha dao động là bằng 2π/3. Pha dao động là gì ạ? Pha dao động chính là cái cụm omega t cộng phi này. Vì vậy chúng ta thay vào đây thì x nó sẽ bằng gì? 5 nhân cốt của cái pha này thì người ta cho là bằng 2π/3. Mà chúng ta biết là cốt của 2π/3 thì bằng -1/2. Vì vậy đây nó sẽ là bằng -2.5. Đúng không? Đáp án câu 6 của chúng ta là A. Ok chưa? Rồi. Đó, câu số 6 đáp án A. Tiếp tục. Đó, câu số 7. Câu số 7. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo ly độ trong dao động điều hòa thì có dạng gì? Câu này thì phân tích một chút. Đó là muốn có một cái đồ thị biểu diễn giữa gia tốc và ly độ thì điều bắt buộc là các bạn phải biết cái hàm liên hệ giữa chúng. Đúng không? Các bạn phải biết cái hàm liên hệ giữa chúng. Thế biết cái hàm liên hệ giữa chúng gia tốc với ly độ thì liên hệ như nào? Thì mình biết là A là bằng gì ạ? Trừ omega bình nhân x. Cái này thì nó có cái dạng giống như hàm toán học là y thì bằng gì? Y là bằng kx. Vậy thì nó có dạng là y bằng kx thì là một cái đoạn thẳng, là một cái đường thẳng qua gốc tọa độ. Đúng chưa? Nó là một cái đường thẳng qua gốc tọa độ nhưng không phải là gì? Tự nhiên mà nó qua được. Mà gì? Nó qua gốc tọa độ. Đây các bạn nhìn này, nó là cái đường nào? Đường này có đúng không? Đấy, đường này có đúng không? Hay là đường này? Đây thầy phân tích cho các bạn. Nó là cái đường nào? Đây thầy vẽ chưa được khớp điểm. Đúng không? Thì các bạn lưu ý nhá. Điều đầu tiên là các bạn phải hiểu đây nó là một cái đoạn thẳng. Tại sao? Bởi vì là x của chúng ta thì luôn nằm trong giới hạn là gì? Đúng chưa nào? Đúng chưa? X bị giới hạn. Vậy là nó không thành đường thẳng được. Đúng chưa? Cái thứ hai là các bạn phải biết là bây giờ nó nằm ở cái đường nào. Thì đây mình nhìn này. Là gì? Cái thằng A với cái thằng X này là luôn trái dấu. Đúng không? Vậy là nó phải nằm ở cái hình này. Còn cái hình này là sai. Các bạn hiểu không ạ? Cái hình này thì X với A của chúng ta là cùng dấu. Đúng không? Vậy là nó phải nằm ở hình này. Được không? Đó, đấy là đây là nhắc nhở để các bạn nắm được cái chỗ này cho nó chính xác. Được không ạ? Vậy là câu số 7, đáp án của chúng ta nó sẽ là một cái đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ và nó nằm ở góc phần tư số 2 và số 4. Đúng không nào? Rồi, tiếp tục câu số 8 của chúng ta. Câu số 8 rất đơn giản. Câu số 8. Một vật dao động điều hòa với phương trình x là bằng 5 nhân cốt của 10 t và đề bài yêu cầu chúng ta xác định chu kỳ này và tần số dao động. Đúng chưa? Chu kỳ và tần số thì tính như thế nào các bạn nhỉ? Chu kỳ và tần số thì tính như thế nào? Quá dễ rồi. Câu này thì chúng ta thấy là f của chúng ta là bằng bao nhiêu? F là bằng 5. Đúng chưa? Và t của chúng ta là 1/5, vậy là 0,2. Đúng chưa? Vậy câu 8 đáp án là B. Đúng chưa? Câu 8 thì quá dễ rồi. Câu này khỏi phải nghĩ. Tiếp tục. Câu số 9. Một vật dao động điều hòa với tần số là 50 Hz, biên độ dao động là 4 và người ta yêu cầu tính Vmax. Đúng chưa? Vmax thì tính bằng công thức gì các em? Vmax thì là bằng omega A. Omega là bằng bao nhiêu? Thì mình phải tính 2π nhân với F là 50, vậy là bằng 100π. Đúng không? Vậy chỗ này omega A sẽ là 100π nhân với 4, vậy là 400π. 400π nhưng đây 400π cm trên gì ạ? Cm trên giây. Đúng không? Vậy là nếu mình đổi ra mét trên giây thì đáp án câu số 9 của chúng ta là 4π mét trên giây, câu 9 đáp án D. Ok chưa? Đấy, vậy là những cái lưu ý đơn giản như là dùng đúng công thức này, đổi đơn vị này, đúng không? Là mình phải nắm được. Được chưa nào? Rồi tiếp tục câu số 10. Câu số 10 chúng ta chọn một cái phát biểu đúng. Chọn phát biểu đúng. Nào, biên độ dao động của một con lắc lò xo thì không ảnh hưởng đến cái gì? Đúng không? Biên độ thì không ảnh hưởng. Có nghĩa là không có cái biểu thức nào liên hệ liên quan đến chúng. Đúng chưa? Thế về biên độ thì mình xem nào. Biên độ năng cực đại, đúng không? Động năng mắc. Động năng cực đại thì nó chính là gì? Nó chính là thế cơ năng. Mà cơ năng thì được tính bằng công thức là 1/2 m omega bình A bình. Vậy là có phụ thuộc vào A không? Có phụ thuộc vào A. Vậy cái này là sai, không chọn. Gia tốc cực đại, A max thì bằng gì ạ? A max thì là bằng omega bình A. Vậy là cũng không chọn. Vận tốc cực đại, V max tất nhiên là phụ thuộc rồi, bởi vì bằng omega A, cũng không chọn. Vậy
biên độ của ta thì nó không ảnh hưởng đến tần số. Và khi mà chúng ta học, chúng ta biết là cái tần số của một dao động điều hòa thì nó chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động thôi, đúng không? Còn cái định nghĩa về hệ dao động như thế nào thì chúng ta học đến nội dung con lắc lò xo, con lắc đơn thì thầy sẽ phân tích kỹ hơn, đúng chưa? Ok, vậy là câu số 10 thì đáp án của chúng ta là D, đúng không? Và rất nhiều bạn đấy, nhiều bạn báo là 10 câu thì sai 5 câu rồi, đúng không? Vậy là cái vấn đề của các bạn không phải là gì các bạn không làm được, mà là các bạn chưa có cái thói quen cẩn thận, đúng không? Dần dần thì chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục cái điều này các bạn nhé. Đó, đi thi làm sao là thầy chắc chắn một điều là, ví dụ bạn nào mà học với thầy đi thi chắc chắn là 32 câu đầu, thậm chí 35 câu đầu tiên là gặp rồi, chỉ có việc khoanh lại thôi, đúng không? Nhưng mà làm sao làm cho nó chuẩn, đừng có nhầm lẫn là được, được chưa nào? Thế còn cái việc mà 9 cộng thì là phải cố gắng ở phần sau, đúng không? Nhiều bạn thì đúng hết, là chúc mừng các em cố gắng duy trì cái điều này, được không ạ? Rồi, không vấn đề gì, bây giờ sai thoải mái nha, không có gì buồn, cũng chả có vấn đề gì mà phải là vui nếu mà mình đúng hết cả, đúng không? Bởi vì bây giờ đã thi thật đâu, đây giai đoạn rèn luyện nên cứ thoải mái các bạn nhé, được không nào? Tiếp tục với cái câu số 11. Một vật dao động điều hòa, đây là phương trình của chúng ta và đề bài yêu cầu chúng ta là nhận định nào sau đây là không đúng, được chưa ạ? Nhận định nào sau đây là không đúng, mình xem nhá. Gốc thời gian là lúc vật có ly độ là bằng 10, chúng ta biết gốc thời gian là ở biên dương, vậy lúc đấy là x bằng 10 là chuẩn rồi, đúng không? Biên độ a bằng 10 chuẩn luôn, chu kỳ t bằng 1 hả? Omega là bằng 2π, thế nên t bằng 1 là cũng đúng luôn, vậy chắc chắn đáp án câu này sai là D rồi. Pha ban đầu là bằng -0.5 là sai, mà pha ban đầu của chúng ta phải bằng 0, đúng chưa ạ? Vậy câu số 11 đáp án lại là D. Tiếp theo là câu số 12. Người ta cho một chất điểm dao động điều hòa và đây là phương trình của vận tốc, và người ta nói là pha ban đầu, đúng không? Pha ban đầu, nhưng pha này là pha của vận tốc, đúng chưa? Thế thì chúng ta nhìn cái phương trình này xem là phương trình này đã chuẩn dạng chưa. Và đây là V bằng 5 nhân cốt, vậy là chuẩn dạng rồi. Vậy là pha ban đầu của V ở đây nó chính là bằng pi trên 3 luôn, không phải nghĩ gì cả. Thằng nào mà đã dạng cốt rồi, đúng không? Biên độ là dương rồi thì mình không cần phải lo lắng gì nữa, đúng không? Vậy là câu số 12 đáp án của ta là B. Đây nó hỏi là pha ban đầu nhưng pha của vận tốc, đúng chưa ạ? Vậy câu 12 đáp án của ta là B. Tiếp theo câu số 13. Trong dao động điều hòa thì vector vận tốc, vector gia tốc, đúng không? Người ta hỏi là vector gia tốc. Thì vector gia tốc thì có tính chất như thế nào, đúng không? Các bạn nhớ không? Gia tốc của chúng ta và lực kéo về, đúng không? Lực kéo về thì có một đặc điểm, đây là hai đại lượng điều hòa và luôn hướng về gì ạ? Luôn hướng về vị trí cân bằng, đúng không? Luôn hướng về vị trí cân bằng. Vậy là cái câu số 13 thì đáp án của chúng ta là gì các bạn? 13 đáp án của chúng ta là B. Nó luôn hướng về vị trí cân bằng. Đấy là gia tốc của chúng ta. Ok không ạ? Vậy là câu số 13 đáp án B. Tiếp tục câu số 14. Câu số 14, một chất điểm dao động điều hòa với biên độ là 5, khi chất điểm đi qua vị trí ly độ là x bằng 3 thì V là bằng 2, và người ta yêu cầu chúng ta phải tính chu kỳ dao động của chất điểm. Thì câu này rất đơn giản thôi, chúng ta dùng cái gì các bạn nhỉ? Chúng ta sẽ sử dụng công thức độc lập với thời gian, đúng chưa ạ? Ở đây chúng ta dùng công thức độc lập. Công thức độc lập có dạng như thế nào? X bình cộng V bình chia omega bình thì bằng A bình, đúng không? Mình thay số nhá. X là bằng gì? 3 bình phương cộng V bình chia cho omega, V đây thầy thay bằng 2 luôn, 2 bình phương chia omega bình là bằng A bình là 5 bình, đúng không? Đây là 3, đây là 5, vậy đây là 4. Đây là 4, vậy thì suy ra là 2 chia cho omega nó bằng 4, có nghĩa là omega của chúng ta là bằng 0.5, đúng không? Omega 0.5, vậy chu kỳ T của chúng ta là bằng 4π, và đáp án của chúng ta là C. Câu số 14, đáp án C. Rất đơn giản luôn, đúng chưa? Từ nãy giờ làm gì có câu nào mà khó đâu. Tiếp tục nhá. Câu số 15. Một con lắc dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O có hai biên là M và N. Đây. Đây là O, đúng không? Đây là M, đây là N. Và người ta yêu cầu là chọn phát biểu sai, đúng không? Phát biểu nào là phát biểu sai. Xin lỗi, chọn phát biểu nào phát biểu đúng? Thầy lại đọc nhầm. Chọn phát biểu đúng. Nào mình xem phát biểu nào là đúng nhá. Câu 15 này. Người ta bảo là khi đi từ M đến O thì con lắc chuyển động là nhanh dần đều. Các bạn cần phải biết là nhanh dần hay chậm dần thì nó phụ thuộc vào gì ạ? Nó phụ thuộc vào tốc độ. Thì ở đây các bạn lưu ý, ở đây là tốc độ là bằng 0. Ở đây là tốc độ là max. Và ở đây thì tốc độ là cũng bằng 0. Đó, đúng chưa? Nào bây giờ, đi từ M đến O, từ M vào O thì con lắc chuyển động nhanh, dần đều, đây là sai, cái từ đều này là sai. Muốn chuyển động nhanh dần đều hay chậm dần đều ấy thì là gia tốc phải không đổi.
Còn trong dao động điều hòa thì mình biết là gia tốc nó là một cái hàm biến thiên điều hòa theo thời gian, vậy là không có chuyển, là nhanh dần đều với chậm dần đều, đúng chưa? À, câu B, khi đi từ O đến N thì con lắc chuyển động chậm dần đều. Nào bây giờ đi từ O ra N, đúng không? Đi từ O đến N thì có đúng là chuyển động chậm dần không? Đúng không? Bởi vì là đây là V max ra V bằng 0, đúng không? Vậy là V của nó giảm dần, đúng chưa? Và đáp án câu số 15, đáp án ta là B. Ok chưa? Rồi 15B, được không ạ? Rồi Thanh Xuân là B rồi, ok tuyệt vời em. Rồi tiếp theo, câu số 15 là câu số 16. Nào, một câu số 16 là một câu đọc đồ thị, đúng chưa? Rồi câu này là câu đọc đồ thị, câu này cũng không hề đơn giản đâu, đúng không? Không hề đơn giản để mình đọc được cái đồ thị đâu. Không biết là các bạn đã thành thạo cái việc đọc chưa? Đây thầy sẽ phân tích lại cái cách mà chúng ta đọc một cái đồ thị nhá, cái cách đọc đồ thị. À, với một cái đồ thị dao động điều hòa thì nó luôn có dạng là x bằng a nhân cos của omega t cộng phi. Và bây giờ muốn đọc được phương trình v thì mình phải đọc được phương trình của x trước. Thế mình nhìn vào đây thì chúng ta thấy là, chúng ta nhìn này, đây chính là biên dương và biên âm. Đây là chỗ cao nhất và đây chỗ thấp nhất. Chúng ta nhìn đây là 6 và trừ 6. Vậy thì mình kết luận đầu tiên là a của chúng ta là bằng 6, đúng không? A bằng 6. Tiếp theo nha, tiếp theo, tại thời điểm t bằng 0 thì ly độ nó là trừ 3, đúng không? T bằng 0 này thì x của chúng ta là bằng trừ 3. X bằng trừ 3, đúng không? À, và đồ thị của chúng ta là đi lên. Đi lên này tức là đây, các bạn nhìn từ đây nó đi lên. Đó, đi lên là chiều dương. Chiều dương thì pha âm, vậy pha của chúng ta là bằng trừ bao nhiêu? Trừ 2pi trên 3, đúng không? Vậy là xong cái thứ hai. Rồi, và cái cuối cùng mình đọc rất nhanh ở đây, đó là chu kỳ, đúng không? Mình đọc được đấy là chu kỳ. Đây, cái điểm này, các bạn nhìn điểm này với cái điểm này là hai điểm giống hệt nhau. Đó, giống hệt nhau đây. Độ cao của nó bằng nhau và nó cùng đều đi lên. Hai điểm mà cùng vị trí mà đồ thị cùng đi lên có nghĩa là cùng chiều, có nghĩa là cùng vị trí cùng chiều thì là cùng trạng thái rồi, đúng không? Thì từ đây đến đây của chúng ta nó chính là T. Vậy là chu kỳ T của chúng ta là bằng 0,2. Và omega của chúng ta thì nó sẽ ra là bằng 10 pi. Đúng chưa? Vậy với ba cái thông số mà thầy vừa khoanh ở đây thì chúng ta dễ dàng xác định được cái phương trình ly độ x nó sẽ là 6 nhân cos của gì nào? 10 pi t và trừ 2 pi trên 3. Đúng không? Đây là phương trình x của chúng ta. Thế có x rồi thì mình dễ dàng mình đọc được phương trình của v thôi. V là bằng gì? À, v là bằng omega a, vậy là 6 nhân với 10 pi, vậy là 60 pi. Đúng không? Nhân cos của 10 pi t, đúng không? Trừ 2 pi trên 3, nhưng mà đây phải cộng pi trên 2, bởi vì v như vậy mà. Và cái cụm này của chúng ta khi cộng vào thì nó sẽ biến thành gì ạ? Nó sẽ biến thành là pi trên gì ạ? À, trừ pi trên gì? Trừ pi trên 6. Đúng chưa? Vậy là câu số 15. Đúng chưa? Câu số 15 của chúng ta, đúng không? Câu số 15. À xin lỗi, câu số 16. Thì đáp án của chúng ta nó sẽ là gì đây? Đây phương trình đây rồi. Đúng không? 60 pi cos 10 pi t trừ pi trên 6, đáp án câu 16 là C. Đúng chưa? Cái đồ thị này buổi trước thầy đã có dịp hướng dẫn các bạn đọc rất là kỹ rồi. Hy vọng là các bạn vẫn ghi nhớ nó. Đúng chưa nào? Hy vọng là mọi người vẫn ghi nhớ cái nội dung này nhá. Ok chưa nào? Rồi, về tiếp tục này. Tiếp tục câu số 17 của chúng ta. Câu số 17. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Hôm nay sao lại lượt view lạ nhỉ? Lúc nào cũng có 1200 anh em xem, không tăng không giảm. Mọi người share cho thầy cái để ủng hộ thầy nhá. Ok, cảm ơn các em rất nhiều. Câu số 17, một vật dao động điều hòa với chu kỳ T là bằng 1. À, biên độ là bằng 10. Và người ta yêu cầu tính tốc độ trung bình lớn nhất. À, tốc độ trung bình lớn nhất mà vật thực hiện được trong 2/3 giây. Đúng không? À, với tốc độ trung bình lớn nhất trong 2/3 giây thì tính như thế nào? Thì phải tính Smax trong 2/3 giây. Đúng không? Thế đây mình có là gì ạ? À, 2/3 giây thì là bằng 2T trên 3. Mình sẽ tách ra thành T trên 2 cộng T trên gì ạ? Cộng T trên 6. T trên 2 thì vật đi được quãng đường là bao nhiêu các em? Là 2A. T trên 6 thì đi được quãng đường Smax là bằng bao nhiêu? Smax là bằng bao nhiêu? Là bằng A. Không biết có nhớ không? T trên 6 chúng ta chia theo trục tung, đúng không? Mỗi bên là gì? Mỗi bên là 30 độ. Có nghĩa chạy từ pi trên 3 đến trừ, xin lỗi, đến 2 pi trên 3. Và quãng đường của nó đi được là bao nhiêu? Quãng đường của nó đi được đoạn này là gì? Là A. Không biết có nhớ không? Vậy là tổng quãng đường của chúng ta đây là 3A, đúng không? Và A của chúng ta là bằng 10, vậy là 30. Đến đây thì mình tính được cái tốc độ trung bình là bằng quãng đường của chúng ta là bằng 30, đúng không?
chia cho thời gian của chúng ta là 2/3. Vậy cái này là bằng 45 thôi. Đáp án câu số 17 của chúng ta là A. Đúng chưa nào? Câu này chắc là không bạn nào làm sai rồi. Rất là cơ bản. Đó. Câu số 17 đáp án A. Tiếp tục câu số 18. Người ta cho hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là x1 và x2. Bây giờ người ta nói hai dao động này thì có pha như thế nào với nhau? Đúng chưa? Thì chúng ta thấy là x2 là bằng trừ A2 nhân cos của omega t. Vậy từ đây chúng ta suy ra x2 là bằng gì ạ? Cái dấu trừ này bây giờ thầy sẽ chuyển vào trong cos thì nó sẽ bằng là A2 nhân cos của omega t cộng pi. Và nếu mà nhìn pha thì chúng ta thấy ông này pha bằng mấy? Ông này pha bằng 0. Ông này pha bằng mấy? Bằng pi. Một thằng bằng 0, một thằng bằng pi thì hiển nhiên là nó sẽ ngược pha với nhau. Và đáp án câu số 18 của chúng ta là A. Ok chưa? Câu số 18 A. Rất dễ. Tiếp tục là câu số 19. Một vật dao động theo phương trình x bằng 5 nhân cos của 5 pi t trừ pi trên 3 kể từ thời điểm t bằng 0, thời điểm con lắc qua vị trí cân bằng lần đầu tiên có giá trị gần nhất. Đúng không? Chúng ta vẽ nhẹ cái đường tròn ra đây, chúng ta nhẩm là xong. Pha ban đầu của chúng ta là trừ pi trên 3. Đúng không? Bây giờ người ta yêu cầu là đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên thì nó sẽ đi đến đây. Đúng không? Và góc này của chúng ta là bằng 120 độ, tương ứng là t trên 3. Đúng không? T trên 3. Mà t của chúng ta là bằng mấy? 2pi chia omega là 5pi. Vậy là bằng 0,4. Vậy cái này là bằng 0,4 mà chia cho 3 hả? Không biết là bằng bao nhiêu? Ờ. 2/15 à? Vậy là bằng 1,33. Câu số 19. Đúng không? Ờ 19C á? Thì tính sai đâu hả? Ờ, thầy đang tính sai đâu à? Trừ pi trên 3. Thời điểm con lắc qua vị trí cân bằng lần đầu tiên giá trị gần nhất. Ồ chết rồi, đây thầy tính sai rồi. Rất xin lỗi các bạn, là thầy đang nhẩm sai. Đây thầy sẽ chữa lại vào đây nhá. Thảo nào thấy ra khác đáp án mọi người. Xin lỗi mọi người là câu này thầy vừa tính hơi lắc. Đây này, thầy tính lại cho mọi người. Đúng rồi. Pha ban đầu của chúng ta là trừ pi trên 3. Và nó đến đây, thầy lại hơi chủ quan. Góc này của mình nó là bằng 150 độ cơ mà. Đúng không? 150 độ của chúng ta thì nó là bằng 5T trên 12. Đúng không? Vậy là 5/12 nhân 0,4 cơ. Đúng chưa? Vậy là 1/6 rồi. Đúng chưa? 1/6 thì ở đây nó ra là 0,167. Đáp án câu 19 là C. Ok ok. Xin lỗi mọi người là nhầm toang cái câu 19 này. Được chưa? À, đáp án câu số 19 của mình là C. Được chưa? Xong. Nào về sang bên này câu 20. Đấy vậy xong 19 câu đầu là được 5 điểm rồi. Đúng không? 5 điểm rồi. Câu số 20 nhá. Một con lắc lò xo. À bây giờ có độ cứng K này. Có khối lượng M này. À, kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng là 3. Truyền vận tốc là V. Và người ta yêu cầu chúng ta xác định phương trình. Đúng không? Câu này thì bây giờ mình làm như thế nào đây? Đây câu này mình làm như thế nào đây? Rất dễ thôi. Đúng không? Nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tính cái omega. Omega với con lắc lò xo thì được tính là bằng căn của K trên cho M. Đúng không? K của chúng ta là 100. Chia cho M của chúng ta là bằng 1. Vậy là omega là bằng 10. Đúng không? Tiếp theo là chúng ta dùng công thức độc lập. Đúng chưa? X bằng 3, V bằng 30. Vậy là 3 bình. Cộng 30/100. À xin lỗi, 30/10. Đúng không? Tất cả bình là bằng A bình. Vậy từ đây mình tính được A là 3/2. Đúng không? A là 3/2, omega 10. Tiếp theo, à gốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động. Bắt đầu chuyển động là lúc này này. Có nghĩa là x bằng gì ạ? X là bằng 3. Và chuyển động ngược chiều dương. Đúng không? Ngược chiều dương có nghĩa là chiều âm. A 3/2, x bằng 3 theo chiều âm. Vậy pha của chúng ta nó sẽ là gì? 3 của chúng ta pha là cộng trừ pi trên 4. Và chiều âm thì pha dương, vậy pha là pi trên 4. Đúng chưa? Đó, vậy là xong rồi. Với những cái thông số này thì đáp án ta nó sẽ là 3/2 và pha là pi trên 4. Câu 20 đáp án A. Đúng chưa? Câu số 20 của chúng ta đáp án là A. Ok chưa? 20A nhá, đơn giản chưa? Đấy nhiều bạn lại bảo 20C kìa. Đó, lại ông lại 20 lại ra D. Ở đây nó bảo là ngược chiều dương mà. Đúng không? Là chiều âm thì pha phải dương chứ. Đúng không? Mọi người nhìn giúp thầy. Đúng không nào? Đây, ngược chiều dương thì là chiều âm. Chiều âm thì pha nó phải dương chứ, đúng không? Vậy là câu này đáp án là A chuẩn rồi còn gì nữa.
đúng không? Nhiều thằng vừa bảo chặt thì tí nữa là quay video chặt đăng lên group đi nhá. Ok chưa? Nào, câu số 21. Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hòa có dạng V. Đây. Và kết luận nào sau đây là đúng? Đúng chưa? À, kết luận nào sau đây đúng? Người ta cho một đống những cái kết luận này. Thế với cái phương trình như thế này thì chúng ta có thể rút ra là phương trình của x nó như thế nào? A nhân cos này của omega t, ông này pha bằng 0, vậy ra x ở đây nó sẽ là trừ pi trên 2. Đúng không các em? Đây là đổi từ phương trình của V về phương trình của x thôi, vậy là mình nhìn ở đây. Đúng chưa? Thế thì mình nhìn ở đây thì mình sẽ chọn được ngay cái đáp án câu số 21 thôi. Đúng không? 21. Gốc thời gian là lúc gì đây? Pha là trừ pi trên 2. Vậy đây chính là vị trí cân bằng theo chiều dương. 21 đáp án C. Đúng không? Đến bây giờ là mình phải rất là thành thạo những cái việc là đọc pha các kiểu rồi. Đúng chưa nào? Bây giờ mà pha là còn chưa thành thạo là cố gắng là phải nghiên cứu ngay. Nhá. Tiếp theo, câu số 22. Câu 22. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 4 cos của 2pi t cộng pi trên 3. Vào thời điểm t, vật có ly độ là x bằng 2 căn 3 và đang chuyển động theo chiều âm. Và người ta nói là sau đó bao nhiêu? 0,25 giây thì vật đang ở ly độ bao nhiêu? Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta lại vẽ đường tròn ra thôi. Đúng không? Ở đây vẽ đường tròn ra thôi, chứ có cái gì mà phải nghĩ ngợi đâu. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ cái đường tròn ra xem pha nó là bằng bao nhiêu các bạn nhé. Đây vẽ đường tròn này. Pha ban đầu là bao nhiêu? Pi trên 3. Đúng không? Pha ban đầu là pi trên 3. Nào, vào thời điểm t thì vật có ly độ là x là bằng 2 căn 3. Đúng không? X là bằng 2 căn 3 này. Và đang chuyển động theo chiều nào? Chiều âm. Đúng không? X bằng 2 căn 3 và theo chiều âm, biên độ thì là bằng 4. Vậy là pha của chúng ta là bao nhiêu? Đây, pha của chúng ta là bao nhiêu? Cái pi trên 3 này thực ra là chúng ta không cần, bởi vì người ta đang yêu cầu cái thời điểm t. X bằng 2 căn 3 theo chiều âm thì pha của chúng ta nó sẽ là bao nhiêu các bạn? Nó sẽ là pi trên 6. Đúng không? Thì vẽ cái hình với cái pha là pi trên 6 thôi là đủ rồi. Đúng không? Pi trên 6 này. Chuẩn chưa? Rồi, sau đó bao nhiêu giây? 0,25 giây. Thì mình biết là 0,25 thì là bằng mấy? T ở đây là bằng 1, đúng không? Vì omega là 2 pi. Vậy là 0,25 thì là T trên 4. Vậy là vector của chúng ta quay 90 độ ra đây. Đúng không? Cái này tương ứng 90 độ. Thì pha là 2 pi trên 3. Vậy là ly độ là x nó bằng trừ gì? Nó bằng trừ 2. 22 đáp án C. Đúng chưa? Đấy, thằng Đinh P Hoàng kia này. Ông này thì nãy giờ phải chặt mấy phát rồi. Đúng không? Câu này đáp án của mình là C nhá. Câu 22. Đáp án C. Chưa nào? Tiếp theo là câu số 23. Câu số 23. Nào, một câu tính quãng đường. Được chưa? Vừa mới dạy cái này xong. Không biết mấy ông trong khóa livestream là có nhớ cái câu này không? Đây, câu 23. Một chất điểm dao động điều hòa, đây là phương trình x của chúng ta. Quãng đường chất điểm đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t bằng 0,525 giây. Đúng không? Thì mình xem chu kỳ t là bằng mấy? T là bằng mấy? T là bằng 0,2 giây. Đúng chưa? Vậy là 0,525 mình sẽ tách ra. Đúng không? 0,525 mình chia cho 0,2. Vậy là bằng 21t phần 8 à? Số lẻ thế. Đúng chưa? Cái này là 2t cộng với 5t trên 8. Đúng không? Vẽ đường tròn ra để xem là quãng đường nó đi được là bao nhiêu nhá. Xem quãng đường đi bao nhiêu. Pha ban đầu là trừ pi trên 4. Đúng không? Pha ban đầu là trừ pi trên 4 nhá. Nào bên mình nhìn này, 2t thì đi được quãng đường là bao nhiêu? 2 nhân với lại 4a. Đúng không? 5t trên 8 là bao nhiêu độ? Vẽ trên đường tròn thôi. 5/8 mình nhân với 360. Vậy là 225 độ. 225 độ nó sẽ quay từ đây đến đây. Đúng không? Và quãng đường nó đi được lần lượt là gì? Từ đây ra biên, rồi từ biên vòng vào đây. Đúng không? Vậy quãng đường của nó đi được là gì? Từ đây ra biên nó chính là A trừ A căn 2 trên 2 và cộng với 2A. Đó, đây là tổng quãng đường mà vật nó thực hiện được trong cái bài số 23. Chúng ta tính xem nó bằng bao nhiêu nhá. 2 nhân 4 này cộng với lại 1 trừ căn 2 phần 2 này và cộng với 2 này. Đúng chưa? Sau đó mình nhân với 5 thôi. Rồi, 51,46 và câu 23 đáp án A. Ok, 23 à. Tiếp theo, đấy nhiều bạn bảo là năm ngoái là dùng hết rồi. Năm nay là phải mượn các em 2K3. Đúng chưa? Rồi. Tiếp theo là câu số 24 của chúng ta. Đây 24 nha. Cho hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là x1, đây x1 của chúng ta. Và phương trình x2.
Đúng chưa? Hai phương trình luôn. Và bây giờ người ta hỏi gì ạ? Người ta hỏi là ở một thời điểm bất kỳ thì điều gì luôn luôn đúng. Đúng chưa? Thế bây giờ hai cái dao động này thì chúng ta nhìn đây chúng ta thấy là nó ngược pha. Đúng không? Hai dao động ngược pha thì biểu thức của nó là như thế nào? Các bạn có nhớ cái hệ quả ngược pha mà thầy dạy không? Hai dao động mà ngược pha thì mình sẽ có là x1 trên x2. Nó sẽ bằng V1 trên V2 và bằng trừ A1 trên cho A2. Vậy đây bao nhiêu? A1 là 2, A2 là 4. Vậy cái này nó sẽ bằng trừ 1 phần gì ạ? Trừ 1 phần 2. Đúng chưa? Vậy câu số 24 của chúng ta, đáp án nó sẽ là đây. Ok, 24 đây. Tiếp theo, câu số 25. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng bằng thế năng. Cái này thì là một cái hệ quả quá quen thuộc. Đúng không? Động năng bằng thế năng khi nào và thời gian là bao nhiêu? Thì mình biết là động năng nó bằng thế năng với cái khoảng thời gian là T trên mấy các em? T trên 4. T trên 4 của mình là bằng 0,2. Vậy là T sẽ bằng 0,8. Đáp án D. 25D. Đúng chưa? Tiếp theo. Câu 26. Rất dễ. 26 người ta cho gì ạ? Ly độ và vận tốc của một vật dao động điều hòa như hình vẽ. Đúng chưa? Và người ta bảo biểu thức liên hệ. Thì biểu thức liên hệ quá dễ thôi. Chúng ta nhớ là gì? Pha của V là bằng pha của X cộng Pi trên 2. Vì sớm Pi trên 2 mà. Mà pha của V ở đây là Phi 2. Đúng không? Pha của X đây là Phi 1. Đúng chưa? Phi 1 cộng Pi trên 2. Đúng chưa? Vậy mình xem cái nào thỏa mãn cái biểu thức này là xong. Phi 2 bằng Phi 1 cộng 0,5Pi. Đáp án câu 26 lại là C. Đúng chưa nào? 26C. Rất dễ. Tiếp tục câu số 27. Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm. Sau thời gian là 1 phần 12 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đi được 10cm mà chưa đổi chiều chuyển động và đến vị trí là 5cm và theo chiều dương. Đúng chưa? Câu này phải đọc kỹ đề nhá. Và hỏi phương trình của vật. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái bài này mình sẽ xử lý như thế nào. Điều đầu tiên mà chúng ta nhận định là biên độ A là bằng 10. Đúng không? Rồi, bây giờ người ta nhắc đến một cái thời điểm là ly độ là bằng 5 theo chiều dương. Đúng không? 5 theo chiều dương thì ở đâu? 5 theo chiều dương thì pha của nó sẽ là trừ pi trên 3. Đây. Đúng không? Đây là 5. Và người ta nói là gì? Có một cái thời điểm nào đó, đúng không? Ở một cái thời điểm đó. Đúng chưa? Đây, sau 1 phần 12 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đi được là 10cm mà chưa đổi chiều chuyển động rồi đến đây. Đúng không? Vậy muốn đi được 10cm thì nó sẽ phải xuất phát từ pha bao nhiêu? Các bạn đoán được ngay. Nó sẽ xuất phát từ trừ 5. Từ trừ 5 đi đến 5 thì quãng đường của nó đây là 10. Và pha đây là trừ 2pi trên 3. Và đoạn mà thầy tô này sẽ tương ứng với 1 phần 12 giây. Ở đây thì mình biết thừa góc này là 60 độ. Có nghĩa là T trên bao nhiêu? 60 độ là T trên 6 là bằng 1 phần 12. Hay có nghĩa là T của chúng ta là bằng 0,5. Omega là sẽ bằng 4pi. Đúng chưa? Rồi. Đó. Đây cũng là T bằng 0 luôn. Thế nên là pha ban đầu thì tất nhiên là trừ 2pi trên 3 rồi. Mà biên độ A thì mình vừa mới nói là bằng 10. Vậy là chúng ta đầy đủ thông số để có thể xác định được cái phương trình rồi. Đúng chưa nào? Mình xem cái nào nó đúng cái thông số như này thì là mình chọn thôi. Và đáp án câu số 27 của chúng ta nó là D. Đúng chưa nào? Đây, đầy đủ thông số rồi. Ok, câu số 27 xong. Tiếp theo là câu số 28. Cũng là một câu cũng phải tư duy một chút. Câu số 28 này. Cái việc đọc pha các kiểu là đến bây giờ thầy nhắc là mọi người phải rất là thành thạo và phải nhớ chắc chắn rồi nhá. Ok chưa nào? Rồi, quên, bây giờ chưa đến câu 27 rồi mới nhớ. Là hiện tại các khóa livestream thầy đang được giảm giá 50%. Khóa livestream hiện tại là khóa livestream đông nhất Việt Nam với số lượng thành viên rất là đông và tăng theo từng ngày luôn. Hy vọng là mọi người, nếu bạn nào muốn đăng ký tham gia thì hãy click vào cái link thầy ghi một comment để đăng ký. Đây, hiện tại đã có hơn 1.400 thành viên rồi. Đó, các bạn click vào cái link mà thầy đã ghi ở comment đấy. Các bạn đăng ký khóa livestream cùng với thầy đang được giảm giá 50%. Rất cảm ơn mọi người và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ và tham gia các khóa học cùng với thầy. Đây, cái link ở đây nhá. Đây, link này. Đấy, rất nhiều link, ôi chết rồi, đây nhiều link quá. Không biết là link nào, là link bao nhiêu phút đây. Đây, nhiều phút quá. Đây, có cái link đăng ký khóa live đây, các bạn click vào cái link này. Xong thì vào đây để có thể đăng ký khóa live.
nhận ưu đãi 50% và tặng sách livestream. Ok, đấy là xin các bạn mấy phút dành cho quảng cáo. Giờ mình sẽ tiếp tục với câu số 23. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục X có vận tốc bằng 0, vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp là T1 và T2. Thế thì vận tốc bằng 0 thì chắc chắn là ở biên rồi đúng không em? Các bạn chọn biên nào thì cũng được. Thế bây giờ giả sử ở đây là 1,75 đi. Đúng chưa? Thì ở đây sẽ là 2,5. Vậy là từ đây đến đây là T trên 2 của chúng ta. Nó sẽ bằng 2,5 trừ 1,75. Và mình sẽ tính được T thôi. Đúng không? 2,5 trừ 1,75 nhân 2. Thì ở đây nó sẽ là bằng 1,5 giây. Đúng không? 1,5 giây, vậy thì mình tính được cái omega ngay lập tức là bằng 4π/3. Đúng chưa? Đấy là omega. Vậy là ta tính được omega rồi. Đó, và người ta nói là tốc độ trung bình trong cái khoảng thời gian đi từ đây đến đây ấy, là bằng 16. Có nghĩa là sao? Là V trung bình của chúng ta thì bằng quãng đường chia thời gian từ đây đi đến đây, thì quãng đường là 2A. Bởi vì từ biên này đến biên kia mà, rồi chia cho thời gian của chúng ta là bằng 0,75. Thì đây là bằng 16. Vậy từ đây mình tính được biên độ A, đơn giản thôi. 16 nhân 0,75 và chia cho 2. Vậy là bằng 6. À, đề bài hỏi gì ạ? Ở thời điểm T bằng 0. Vậy là bên ta cần phải biết là T bằng 0 thì ở đâu trên cái hình này. Đúng không? T là bằng 1,5. Vậy là thay đổi ra 1,75 thì bằng bao nhiêu? Bằng T này cộng bao nhiêu nhỉ? Tôi lấy máy tính chia cho này. Đúng chưa? Là bằng 7/6. Vậy là T cộng với lại T trên 6. Phải không mọi người? T cộng T trên 6. Điểm thì thầy đã có rồi, nhưng mà livestream xong thì thầy mới đăng cho mọi người nha. Mọi người cứ bình tĩnh xem hết đến cuối livestream đi. 1,75 là bằng T cộng T trên 6. Vậy là từ đây nó quay ngược một vòng. À, tại sao quay ngược? Bởi vì chiều dương như này. Và bây giờ thầy đang tìm T bằng 0 mà. Vậy từ đây thầy quay ngược một vòng. Rồi thầy quay thêm T trên 6 nữa. T trên 6 của chúng ta thì là bao nhiêu độ? Là 60 độ. Vậy đến đây pha nó là trừ pi trên 3. Vậy là T bằng 0 là trừ pi trên 3. Tại trừ pi trên 3 thì ly độ x của mình bằng mấy và v bằng mấy? X của chúng ta thì rất dễ rồi. Trừ pi trên 3 thì x nó là bằng a trên 2. Mà a thì mình vừa tính ra là bằng 6. Vậy đây là bằng 3. V của chúng ta thì là bằng omega a căn 3 trên 2. Omega là bằng 4π/3. Nhân với a là bằng 6 căn 3. Và chia cho 2. Cái này không biết là bằng mấy đây. Đây là 6. Vậy là bằng 4π/3. Đúng không? Rồi, và bây giờ người ta hỏi cái tỷ số là x0 nhân v0 thì là bằng 3 này, nhân với lại 4π/3, vậy là bằng 12π/3. Đúng chưa? Và đáp án của chúng ta là gì? Là B. Câu 28, đáp án của chúng ta là B. Nhiều bạn kêu đề dễ à? Thật ra là đề này thì thầy nghĩ là cũng không quá dễ đâu nha. Nếu mà bạn nào thực sự là học rất là tốt rồi thì thấy nó cũng khá là mềm, nhưng thầy nghĩ là nó không quá mềm đến mức mà mọi người có thể chủ quan với nó. Đó, còn bạn nào mà thấy khó thì là có nghĩa là mình cũng chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thế nên là mình cũng cố gắng là chăm chỉ hơn trong thời gian tới nha. Rồi, tiếp theo là câu 29. Lại một cái đồ thị và mình đọc nhẹ nhàng nó. Người ta cho một cái đồ thị của vận tốc V. Đúng chưa? Và đây ta thấy là cái đồ thị này rất giống với cái đồ thị ở bài số số mấy nhỉ? Bài số 3. Đầu bài thầy cho. Đúng chưa? Nào, thế ở đây chúng ta thấy đây đồ thị vận tốc V. Và ở đây chính là vị trí cân bằng và đồ thị đi xuống. Vậy là vị trí cân bằng này là gì? Đi xuống là chiều âm. Chiều âm thì pha dương. Vậy là thầy thấy là pha của V ở đây nó sẽ là pi trên 2. Đúng không? Cách đọc là thầy bây giờ thầy coi đây là đồ thị của X. Và thầy đọc đồ thị đó, thì là pha của V thì pi trên 2. Từ pha của V pi trên 2 thì thầy rút ra là pha của X là bằng bao nhiêu? Là bằng 0. Đúng chưa? Pha của X là bằng 0. Vào x bằng 0, vậy thì vật nó sẽ ở biên dương. Câu 29 đáp án của chúng ta là D. Đúng ạ? Đó, thằng Tạ Quốc Cường kia lại chặt rồi. Đúng không? Đó, lại chặt rồi. Đấy, hôm nay anh em chặt hơi nhiều. Được chưa nào? Người ta bảo là nói đúng thì nói to, đúng không? Đây thấy mấy anh em là nói sai rồi vẫn nói to. Được chưa nào? Tiếp theo, câu số 30. Thật ra là các bạn nữ thì cũng rất thông cảm thôi. Đúng không? Bởi vì con trai nhất là cái tuổi trẻ trâu như này. Tuổi trẻ trâu thì tính từ bao nhiêu? Tính từ khoảng 15 tuổi, đúng không? Bắt đầu biết thích bạn gái các kiểu. Tính 15 tuổi. Đến bao nhiêu tuổi? Đến tuổi của thầy Thuận Hóa, đúng không? Đó, cứ đến đúng tuổi Thuận Hóa thì là tuổi trẻ trâu. Có nghĩa là khi mà ví dụ là hôm nay lớp học người ta khoảng 1.000 bạn, 1.200 bạn, đúng không?
rất đông và có các bạn nữ thì các bạn nam đang có nhu cầu thể hiện. Vì vậy nếu mà các bạn nam mà có comment mà mình sai thì bạn nữ cũng rất là thông cảm thôi. Đây là cái gọi là đặc điểm bình thường, đúng không ạ? Đây là đặc điểm bình thường nhá. Rồi, câu 29 đáp án của chúng ta là D. Tiếp tục nhá. Tiếp tục câu số 30. Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ là 8. Khoảng thời gian ngắn nhất để chất điểm đi từ ly độ là 4 sang -4 là 0,1 giây. Và quãng đường lớn nhất mà đi được trong trong gì đây? Trong 1 giây. Đúng không? Thì bây giờ mình tính xem nó bằng bao nhiêu nhá. Từ 4 đến -4 phải không? Đúng chưa? Từ 4 đến -4 thì bây giờ mình vẽ cái đường tròn thôi. Nào mình xem nó như thế nào đây. 4 đến -4 thì tất nhiên là đi từ đây đến đây rồi. Khỏi phải nghĩ rồi. Pi trên 3, đúng không? Đến 2 pi trên 3. Đây là ngắn nhất rồi. Và góc này của chúng ta là 60 độ là T trên 6 là bằng 0,1. Vậy là T của chúng ta là bằng 0,6. Bây giờ người ta yêu cầu tính cái quãng đường đi được trong 1 giây. 1 giây này thì là bằng 10T phần 6. Đúng không? 1 giây là bằng 10T phần 6. Ơ có phải không nhỉ? 1 chứ không phải 6. Ờ 5 phần 3. Ở 10 phần 6 thì là 5 phần 3 đấy, còn gì nữa. Đúng không? Thì mình tách ra. T cộng với gì ạ? T cộng với lại 2T trên 3. Đúng không? Thế đến đây thì mình phải tách tiếp tí nữa đúng không? Tách tiếp là thành gì ạ? T cộng T trên 2 cộng với T trên 6. T thì đi được quãng đường là 4A. T trên 2 thì đi được quãng đường là 2A. T trên 6 thì quãng đường lớn nhất nó đi được lúc nãy chúng ta tính rồi là bằng A. Vậy tổng ở đây của chúng ta là mấy A? Là bằng 7A. Mà biên độ A là bằng 8. Vậy 7 x 8 là 56. Đáp án câu số 30 của mình là D. Đúng chưa? 30D. Rất đơn giản. Được không nào? Rồi. Tiếp tục. Câu số 31. Đó, 31. 31 thì cũng khá là mềm. Cũng không có cái gì mà khó ở câu 31 cả. Đúng không? Nó giống cái câu độ lệch pha lúc nãy mình làm rồi. Không biết là mọi người làm thế nào đây. Nào, mình xem câu số 31 nhá. Cho hai cái chất điểm dao động điều hòa. Có nghĩa là bài này thì nó không đơn thuần là một vật. Đúng chưa? Mà nó đi so sánh. Đúng không? Nó đi so sánh với nhau. Thì mình cũng cần phải lưu ý. Nhá. Ok. Nào. Bây giờ mình xem là giải quyết như thế nào. Nào bây giờ cho hai chất điểm dao động điều hòa. Đây là phương trình x1 này và phương trình x2. Đúng chưa nào? Thì bây giờ chúng ta nhìn thì chúng ta nhận định là pha của thằng 1. Đúng không? Pha thằng 1 thì bằng pha của thằng 2. Cộng pi trên 2. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn thấy không? Pha của thằng 1 là bằng 0 này. Pha thằng này là trừ pi trên 2. Có nghĩa là độ lệch của chúng là pi trên 2. Và cụ thể là 1 thì lớn hơn 2 một lượng là pi trên 2. Đúng chưa? Đó, tiếp theo mình xử lý như nào? Tại điểm T, dao động thứ nhất có ly độ là 5 căn 3 và đang chuyển động nhanh dần. Vẽ đường tròn ra. 5 căn 3 thì pha là bao nhiêu? Biên độ là bằng 10. Vậy 5 căn 3 thì pha là cộng trừ pi trên 6. Chuyển động nhanh dần thì cũng tương ứng với việc là nó chuyển động theo gì ạ? Đây, nhanh dần thì đây là pi trên 6. Đúng chưa? Nhanh dần là đi từ V bằng 0 đến V max mà. Đúng chưa? Rồi, vậy là nó sẽ như này. Pi trên 6. Thì đây là của thằng nào? Đây là của thằng thứ nhất. Thế thì các bạn phải hiểu là thằng thứ hai ấy thì nó luôn trễ pha một lượng là pi trên 2. Chiều quay của mình như thế này. Vậy thằng 2 phải nằm ở sau. Đúng không? Phải nằm ở sau. Bởi vì nó pha nó bé hơn mà. Vậy là từ đây chúng ta quay ngược về một góc là pi trên 2. Đúng không? Thì pha là trừ pi trên 3. Đúng không? Thì đây là thằng 2. Thế thì nhìn vào đây thì mình thấy thằng dao động thứ hai này là x2 là bằng bao nhiêu? Trừ 3 này thì biên độ là bằng 8. Vậy thì đây là bằng 4 thôi. Có cái gì đâu mà nghĩ ngợi. Đúng chưa? Bằng 4. À xem là chuyển động nhanh dần hay chậm dần nữa. Đúng không? Ở đây thì chắc chắn là gì? Chuyển động chậm dần rồi. Đi từ tốc độ max đến tốc độ bằng 0 mà. Vậy là x bằng 4 và chuyển động là chậm. Đúng chưa? Và câu số 31 đáp án là C. Ok, 31 đáp án C. Ok, nhiều bạn đang bảo là mấy bài này 30 giây rất tuyệt vời. Đúng không? Các bạn đã làm tốt và chắc cái phần này thì 30 giây là đúng. Đúng không? Đó, và cố gắng duy trì cái điều đấy. Phát huy các bạn nhé. Câu số 30, 1 đáp án C. Tiếp theo, câu số 32. Nào, để đổi gió thì mình làm câu lý thuyết để cho nó đỡ mệt. Đúng không? À, chúng ta có cái gì ạ? Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi nào? Chúng ta biết là một cái vật nó đổi chiều ấy, dao động nó đổi chiều thì nó đổi chiều tại hai biên. Đúng chưa? Vật nó sẽ đổi chiều dao động tại hai biên.
đúng chưa? Vật đổi chiều dao động là đổi tại hai biên. Thế mình xem là đổi tại hai biên kiểu gì, đúng không? Đổi tại hai biên kiểu gì? A à, bên nó hỏi về lực, đúng không? Thì lực của chúng ta nó thế nào các bạn ơi? Lực của chúng ta nó sẽ mắc min ở đâu? À thì lực của chúng ta bằng không ở vị trí cân bằng và đặt cực đại ở hai biên, đúng chưa? Và đáp án câu số 32 của chúng ta là gì? Đấy, các bạn comment 32A. Lực tác dụng bằng không. F thì bằng cái gì? F thì bằng trừ m omega bình x, đúng không? Nhưng mà người ta đang nói về độ lớn, có nghĩa là trị tuyệt đối nó lên. Thì đổi chiều ở biên, ở biên thì x mắc. Vậy đáp án câu số 32 nó là D. Lưu ý nhá, 32 là D cái này. Thì thấy rất nhiều bạn câu 32 là chọn sai. Lưu ý giúp thầy, đang rất là nhầm lẫn cái điều này. Được chưa? Tiếp theo, câu số 33. Nào, câu 33. À, một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10 cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian là 78,5 giây. Đúng chưa? Rồi, nào bây giờ mình tính câu 33 này như thế nào đây? Nào. À, bây giờ trước tiên là 50 dao động thì thực hiện trong 78,5. 50 dao động thì bằng 78,5 giây. Vậy là mình tính được chu kỳ T bằng cách là mình lấy 78,5 mình chia cho 50 nhé. Vậy là bằng 1,57 giây. Chúng ta biết vậy là pi thì mình thường lấy là bằng 3,14 đúng không? Vậy 1,57 này thì thầy lấy xấp xỉ nó là pi trên 2. Đúng không? À, xấp xỉ pi trên 2. Vậy lúc này thì omega của chúng ta là bằng 2 pi trên cho T, có nghĩa là omega là bằng 4. Được không nào? Rồi. Tìm vận tốc và gia tốc khi mà ly độ là x là bằng -3. Thì để tìm vận tốc thì điều đầu tiên là thầy sử dụng cái công thức là thầy sử dụng công thức độc lập thời gian thôi, đúng không? Là gì? X bình là bằng -3 bình phương cộng v v chia cho omega tất cả bình là bằng a bình. À, trên đoạn thẳng dài 10 vậy là a bằng mấy các em? A bằng 5. Đúng không? Vậy đây là 5 bình. Đúng chưa nào? Vậy thì từ đây chúng ta dễ thấy thôi, omega này viết luôn bằng 4. Đúng chưa? À, đây là 5, đây là 3, vậy đây là 4. Vậy là V của chúng ta, chỉ tuyệt đối của V của chúng ta là nó bằng 16 cm trên giây. Đúng không? Rồi, tiếp theo gia tốc A thì sao? A là bằng trừ omega bình nhân x, đúng không? Vậy là trừ của gì? 4 bình phương, đúng không? Nhân với x, x là bằng bao nhiêu? X là bằng -3. Đúng chưa? 4 bình là 16, 16 nhân 3 là bao nhiêu? Vậy là bằng 48. Đúng không? 48 cm trên giây bình phương. Đúng không? Và mình xem đáp án nào đúng thì mình chọn thôi. Đây. Đầu tiên là V. V thì đây người ta đổi ra là thành 0,16m trên giây đây này. Đúng không? Và đây người ta biết ông nào gọi vào giờ này. Nào. Thế còn A thì là bằng 48. Đúng chưa? Vậy là đây chúng ta sẽ chọn được cái đáp án câu số 33 là C thôi. Đúng chưa? 33C chứ Thái Huy Việt lại chọn A cái này. Đúng không? Đó, à đây là cm, nhìn đơn vị cho nó chuẩn, không là nhầm lẫn chỗ này là đáng tiếc nha. Câu 33 đáp án C. Tiếp tục là câu số 34. Đúng không? Câu số 34. Đó, câu 34 của chúng ta. Được chưa nào? Câu 34. Người ta cho chúng ta một cái phương trình dao động điều hòa và thời gian để vật đi được quãng đường là S là bằng 12,5 giây kể từ thời điểm là T bằng 0. Câu này mình cũng phải vẽ đường tròn ra để mình nhận định thôi. Pha ban đầu là mấy các em? Pha ban đầu là pi. Đúng không? Pi. À, biên độ A là bằng 5. Vậy nó đi từ đây đến đây thì nó đi được quãng đường là bao nhiêu? Từ đây đến đây thì nó đi được quãng đường là bằng 10. Đúng không? 2A là bằng 10. Vậy muốn 12,5. Đúng không? Đó, mình tách ra như này. Thì nó phải đi thêm A trên 2. Vậy là nó đi lên đến pha là pi trên 3. Đúng không? Vậy đi thêm đoạn này nữa. Vậy cái tổng thời gian mà nó đi được, tổng thời gian được là nửa đường tròn, vậy là T trên 2 cộng với trên này nữa là T trên 6, đúng không? Vậy là 1/2 và cộng với 1/6 là bằng 2/3, và T của chúng ta là bằng 0,2, đúng chưa? Vậy là bằng 2/15 giây. Đáp án câu số 34 của chúng ta là D. Được chưa? Rồi, ngon rồi. Tiếp tục câu số 35. Câu 35. À, khi nói về một con lắc lò xo đang dao động điều hòa thì phát biểu nào sau đây là đúng? Ok chưa? Rồi, hay quá, vẫn còn hơn 700 anh em. Đằng sau này là những câu rất là hay, rất là đặc sắc. Hy vọng là mọi người sẽ ở đây đến cuối nhá. Nào, nhận định nào sau đây là đúng? Câu 35.
35 là gì? 35 thì dễ quá, đúng không? À, gia tốc của chúng ta thì luôn hướng về vị trí cân bằng. Đáp án B, đúng không? 35 là B, rất dễ. Nào, câu số 36. Câu 36 thì ngày xưa nó cũng là câu khủng khiếp đấy, nhưng mà bây giờ với các bạn thì thầy tin là các bạn làm được ngay rồi. À, người ta cho hai cái cụm XV và người ta nghĩ ngay đến việc là dùng công thức độc lập, đúng không? Là X1 bình cộng V1 bình chia omega bình là bằng A bình, và X2 bình cộng V bình chia omega bình thì bằng A bình phương. Thay số, X1 ở chúng ta là 2 bình cộng ông này là 4 pi căn 3 chia cho omega tất cả bình thì bằng A bình. Ông này là bằng bao nhiêu? X2 là bằng 3 bình cộng với 2 pi căn 7 chia cho omega tất cả bình là bằng A bình. Vậy từ đây chúng ta nhẩm được thôi. Cái này là 2, cái này là 4 pi căn 3, vậy là A chắc chắn đây là 4 rồi. Còn omega của chúng ta là bằng 2 rồi. Đúng chưa? Omega 2, người ta hỏi biên độ và chu kỳ. Thế từ đây mình tính cho chu kỳ T là bằng 1, đúng không? A bằng 4 và T bằng 1, vậy đáp án câu số 36 của chúng ta là D. Đúng chưa? Rồi, 36D. Đấy, còn bạn nào mà chưa tự tin về cái việc giải cái hệ hai phương trình hai ẩn omega và A thì cứ bình tĩnh giải nó ra. Được không ạ? Rồi, vậy là xong câu 36. Được chưa? Câu 37 mọi người làm được không? Câu 37 thì là câu này hơi 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 khê một chút. Đúng chưa? Câu 37. Câu 37 ngoài cách giải hệ không có chẳng cách nào cả. Câu 37 ngoài cách giải hệ thì không còn cách nào cả. Đúng không? Bắt buộc phải giải thôi. Còn giải nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào mọi người. Đúng chưa? Nào, 37 đáp án gì các bạn nhỉ? 37 nhiều bạn làm ra C. Đúng chưa? Ba bảy lụi à hay là tự làm được đây đấy, nhiều thằng chặt thì gặp lần đầu à. Rồi rồi, câu số 37 thì hôm sau ở trong khóa livestream bài toán hệ hai vật dao động, thầy sẽ dạy về những cái bài toán độ lệch pha, có nghĩa nó sẽ có những cái bài kiểu như thế này rất là nhiều luôn, đúng không? Nhưng mà câu 37 ở đây thì người ta lại có một cái dữ kiện rất là hay, là biết trong quá trình dao động thì không có, đúng không? Không có một cái thời điểm nào thỏa mãn là x1 nhân x2 là lớn không. Đúng chưa? Thế thì ở đây chúng thầy cũng sẽ chưa chữa được nó sâu về chi tiết, đúng không? Thế nhưng ở đây thầy sẽ gợi ý cho các bạn đó là gì? Trong những cái trạng thái về độ lệch pha mà ta học thì có một cái độ lệch pha, đó là khi mà hai cái dao động của chúng ta nó ngược pha. Và mình biết là khi dao động ngược pha thì luôn có là x1 trên x2 là bằng gì? Trừ a1 trên a2. Đúng không? Có nghĩa là gì? X1 và x2 của chúng ta nó luôn trái dấu. Đúng không? Nó luôn trái dấu, vậy có nghĩa là x1 nhân x2 thì nó luôn nhỏ hơn không. Thì khi nó ngược pha thì nó sẽ không tồn tại. Nó không tồn tại thời điểm nào mà x1 nhân x2 lớn hơn không. Các bạn có hiểu câu chuyện không ạ? Đó, các bạn có hiểu câu chuyện không ạ? Đó thì chỉ duy nhất, đúng không? Có cái trường hợp là ngược pha. Đúng không? Đó, chỉ có duy nhất cái trường hợp là ngược pha thì nó có cái trạng thái thỏa mãn cái điều này, đúng không? Thế thì cái bài này thì có thể là các bạn dựa trên kiến thức của bạn là về độ cái sự ngược pha. Cái thứ hai là hôm sau thì trong khóa live C thầy sẽ dạy kỹ về cái phần này để các bạn có những cái công cụ mạnh hơn, các bạn tư duy được. Ví dụ ở đây người ta lại không cho như này, người ta lại nói là trong một chu kỳ có một cái thời gian là t trên 3 thỏa mãn là x1 nhân x2 lớn hơn không thì mình vẫn làm được. Đó thì đấy là cái câu chuyện ở trong khóa live hôm sau thầy sẽ hướng dẫn. Ở đây thầy sẽ gợi ý theo cái hướng giải như này, mọi người dễ tư duy. À, và khi nó ngược pha nó thỏa mãn cái điều này thì mình thay vào thôi. X1 là bao nhiêu ạ? X1 là bằng 2, đúng không? Vậy là 2 chia cho x2 là bằng trừ gì ạ? Trừ 3 trên 6. Vậy từ đây mình tính được x2 là bằng trừ 4. Và đáp án câu này là D. 37 là D. Đúng chưa? Đó, câu số 37 là D. Được chưa? Rồi. Xong câu số 37. Đó, 37. Tiếp theo là câu số 38. Một cái vật dao động điều hòa với chu kỳ T, đúng không? Tại thời điểm T1 thì có x1 và tại thời điểm T2. À, cái này thì quá dễ, thầy đã hướng dẫn cho mọi người một số lần rồi. Chúng ta thấy chu kỳ T bằng 1 và cái 0,25 này thì tương ứng là T trên mấy các bạn? T trên 2. À xin lỗi, T trên 4. T trên 4 có nghĩa là bằng 90 độ, có nghĩa là ở đây chúng ta có hai trạng thái nó vuông pha với nhau. Và khi vuông pha thì nó luôn thỏa mãn là V2 thì bằng omega của x1. Những hệ quả này lại quá quan trọng, dùng cực kỳ nhiều.
Vậy là bây giờ mình thay vào đây thì mình sẽ có là V2 sẽ bằng cái gì nào? Omega là bằng bao nhiêu? T bằng 1, vậy omega là bằng 2 pi nhân x1 là bằng 3. Vậy đây ra 6 pi. Đáp án là đây. Đúng chưa? Câu 37 là đây, quá đơn giản luôn. Được không ạ? Xong. Ok chưa nào? Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cái câu cuối cùng của mặt bên này. Đúng chưa? Hai câu cuối cùng luôn. Đó, hai câu cuối cùng luôn. À, câu số 39. Câu số 39. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x là bằng 10 nhân cos của 5 pi t trừ pi trên 3. Và người ta nói là trong 4,2 giây đầu tiên từ thời điểm t bằng 0, số lần chất điểm đi qua vị trí có ly độ là x bằng trừ 5. Đúng không? Câu này thì mình chỉ nhẹ nhàng mình vẽ đường tròn thôi đúng không các bạn? Nhẹ nhàng vẽ đường tròn là xong. Đấy, vẽ đường tròn là xong. Nào, pha ban đầu là bao nhiêu ạ? Pha ban đầu là trừ pi trên 3. Đúng chưa? Rồi, t là bằng mấy? T là bằng 0,4. Vậy là 4,2 giây thì là bằng bao nhiêu t? Mình chia thôi. 4,2 chia cho 0,4 là bằng 10,5t. Có nghĩa là 10t cộng t trên 2. Người ta yêu cầu đi qua là x bằng trừ 5. X bằng trừ 5 thì pha nó sẽ là cộng trừ 2pi trên 3. Đúng chưa? Và bây giờ thì cái vector của chúng ta nó sẽ quay thôi. Chúng ta thấy là một vòng thì được 2 lần. Vậy 10t của chúng ta thì sẽ được 20 lần. Cộng với t trên 2 thì nó quay đúng từ đây đến đây. Vậy là được thêm một lần nữa. Vậy tổng của mình là 21 lần. Đáp án câu số 39 là C. Được không nào? Còn câu số 40. À, câu 40 thì nó xuất hiện ở những đâu? Đó. Câu 40. Câu 40 thì trong những năm gần đây xuất hiện khá là nhiều. Nhá. Xuất hiện khá là nhiều. Thì câu số 40 thì có rất nhiều cách để giải. Thì có hai cách. Cái thứ nhất là chúng ta dùng đường tròn pha. Đó, và hôm nay thầy sẽ dạy cho các bạn cái điều đó. Đúng chưa? Còn cách số 2 là chúng ta có một cái công thức đặc biệt để chúng ta giải quyết được tất cả những cái bài toán về độ lệch pha, về đồ thị độ lệch pha. Ví dụ như này, người ta hỏi độ lệch pha hay người ta cho nhiều đồ thị yêu cầu người ta tính độ lệch pha thì có một cái công thức đặc biệt để tính được tất cả cái phần đó. Được chưa? Thì công thức đó thì thầy xin phép là sẽ chữa phần sau nhá. Ví dụ trong khóa live thì sẽ chữa trong đó. Bởi vì đấy là cái công thức đặc biệt và chứng minh thì nó cũng mất thời gian. Còn bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách giải quyết bằng đường tròn. Và chính vì sử dụng đường tròn thế nên là ở đây thật ra là cái đề của thầy thì nó không có hai cái dấu chấm này đâu. Đó, thế nhưng mà hôm nay lúc mà là soạn đề xong thì thầy lại tô thêm hai dấu chấm vào. Đúng không? Để các bạn có thể đọc được cái file cho nó chuẩn. Ở đây thì rất nhiều bạn báo là có 40 đáp án là B cái thứ. Đúng không? Chắc chắn thì không phải là B rồi. Bởi vì vuông pha thì nó sẽ phải thành hình elip. Nó giống như là X với V ấy, đúng không? Hình elip của X với V thì nó sẽ phải đẹp dai như thế này. Đúng không? X với V thì là vuông pha. Vậy vuông pha chắc chắn là không phải rồi. Đúng không? Thế bên cách đọc độ lệch pha như nào? Thì ở đây thầy chấm ở đây rồi. Các bạn nhìn nhá. Đây, thầy phân tích cho mọi người để mọi người đọc cái đồ thị này cho nó chuẩn. Được không nào? Mọi người nhìn kỹ giúp thầy nhá. Đó, từ sau thì các bạn sẽ có một công cụ khác nó đẹp trai hơn. Gặp những bài này là tự tin xử lý. À, điều đầu tiên là các bạn phải nhận định nhá, là đây là cái trục của thằng x1 thì nó lớn nhất là a. Đúng không? Đây là trục của thằng x2 lớn nhất cũng đến đây thôi, cũng là a. Vậy có nghĩa là a1 là bằng a2 và bằng a. Đúng chưa? Đó, hai thằng này nó là bằng nhau như vậy. Đúng chưa? Thế đây chúng ta có thể chọn một cái thời điểm là bất kỳ thôi, chúng ta đọc cái pha là xong. Đúng không? Chúng ta chọn thời điểm bất kỳ, mình nhìn cái pha nó chuẩn nó là được. Đúng không? Các bạn nhìn cái nào cũng được hết. Đúng chưa? Đây, các bạn nhìn nhá. Đầu tiên thầy lấy cái dấu chấm này. Đúng không? Đây là gì? Đây. Đây là một nửa đúng không? Đây cũng là một nửa đúng không? Vậy là tại cái dấu chấm số 1, đúng không? Thầy tại dấu chấm số 1. Thì x1 bằng bao nhiêu? X1 là bằng bao nhiêu? X1 của chúng ta đây là bằng một nửa đây này. Các bạn nhìn thấy không? Cái này là mấy ô? 2 ô mà biên độ a của mình là 4 ô. Vậy là bằng a trên 2. X2 bằng bao nhiêu? X2 bằng bao nhiêu? Cũng vậy, cũng là a trên 2. Vậy là gì? À, vậy là vẽ trên cái đường tròn thôi. Đúng chưa? Đây, một thằng là a trên 2. Một thằng là a trên 2. Chắc chắn là nó không trùng với nhau được rồi, nó phải lệch pha. Pha là pi trên 3 với trừ pi trên 3. Đúng không? Vậy thì cái góc lệch này của chúng ta là 2 pi trên 3 chứ còn gì nữa. Đáp án là D. Nếu thích thì các bạn lấy thêm cái dấu chấm trên này, các bạn tính độ lệch pha nó cũng ra như vậy. Đúng chưa nào? Nhưng mà đây thầy lấy cái dấu chấm này các bạn nhìn cho nó dễ. Thích thì các bạn lấy dấu chấm trên này cũng được. Đấy, nếu mà dấu chấm ở trên
thì một thằng ở đâu? Thằng này là ở cao nhất là biên dương, x1 đang ở biên dương. Đúng không? Đây là x1. Đúng không? Còn x2 ở đâu? X2 đang ở đây là trừ a trên 2, đúng không? Vậy là pha ở đây. Đúng chưa? Đó, thì độ lệch của nó vẫn là cái góc này, pi trên 3 cả. Đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn chỉ cần nhìn đây, đây các bạn nhìn cho thấy cái điểm này. Đoạn này đúng không? Là x1, đoạn này là gì? X2. Đó, nó đều bằng a trên 2, nhìn trên cái đường tròn này phát là ra. Đúng chưa? Câu số 40 thì đáp án của người ta là D. Đó, nếu mà nếu ví dụ bài này mà thầy không chấm ở đây thì là các bạn làm nó sẽ khó. Đúng không? Ở đây thầy đã cố ý để chấm hẳn cho 2 điểm rồi. Đúng không? Mà không đọc ra nữa thì là hơi hơi toang đấy nhá. Đúng chưa? Ở đây là thầy chấm luôn cho cả 2 điểm rồi để nhìn. Được chưa? Đó thì 40 giây thôi. Mà tư duy của nó thì cũng phải cẩn thận. Đúng chưa? Ok. Rồi, vậy là bây giờ thầy đã hướng dẫn xong cho các bạn được cái đề đầu tiên, đề số 1. Được không? Và hôm nay thì nghe các bạn comment thì có vẻ là cũng hơi toang. Đúng chưa? Đó, hơi toang. Thế thì tại sao? Đúng chưa? Rồi các bạn có thể comment xem là việc các bạn đang cảm thấy như nào khi mà mình chữa xong cái đề này không? Mình tâm sự tí, đúng không? Nhiều bạn báo là sai có 2 câu, đúng không? Lát thầy ra thầy đăng kết quả, trợ lý thầy là chấm xong rồi. Đúng không? Có điểm rồi, điểm rồi. Bây giờ thầy ra thì sẽ đăng thôi nhá. Đấy, thầy bảo là like xong thì thầy sẽ đăng rồi. Mấy ông cứ vội vội vàng vàng. Đúng chưa? Phát người yêu thầy ơi á. Ôi cái này thì khó khoái quá. Thầy còn không có mà dùng lấy đâu mà phát. Hàng Ngọc Doanh đề hơi căng à? Ok, đây có những bạn báo là đề dễ quá. Thì thầy nói luôn là vì là thầy là người liệt đi dạy nha. Đó, đề thầy là người đi dạy. Thế nên là thầy chỉ dạy được cho những bạn mà còn yếu, đúng không? Còn cần phải học. Còn bạn nào mà thấy đề này quá dễ thì thầy tin là các bạn đang học rất tốt, ở mức 9,5 hay 10 rồi. Các bạn có thể tự học được, đúng không? Thì rảnh thì xem thầy cho vui thôi. Còn những bạn như thế thì thầy nghĩ là không có quá nhiều thứ mà thầy phải dạy các bạn đâu. Được chưa? Đấy là thầy cũng chia sẻ thật. Đề thì phải làm sao để mọi người đều làm được. Có người được 10, có người được 9, đúng không? Đó, thế còn nhiều bạn bảo là đề dễ quá các kiểu thì là chứng tỏ là các bạn đang học rất tốt. Thì các bạn cứ đúng hướng các bạn chuyển đi, đúng không? Rồi, thầy tin là không có nhiều 10 đâu, đúng không? Đó, các bạn bảo đề dễ nhưng mà các bạn làm có được 10 không? Thì lát thầy ra xem. Nhưng mà thầy tin là sẽ không có nhiều điểm 10. Đúng không? Này thầy xem là có kết quả chưa nhá. Đây, chờ tí thầy xem kết quả không. Cho các bạn xem luôn, đúng không? Xem là mấy ông bảo đề dễ, đề khó là các ông ấy giỏi thật hay là các ông ấy chém gió. Đúng không? Không là nhiều anh em lại hoang mang. Thầy biết là nhiều bạn nghe giang hồ nó đồn là ôi giời đề này dễ có khi cũng hoang mang. Đúng không? Bản thân thầy nghĩ là đề này không không quá dễ. Đúng không? Để mọi người phải kêu là dễ. Thậm chí mình làm được 10 rồi đúng không? Nhưng mình cũng nghĩ là chưa chắc là dễ. Đây này, đây điểm nha. Đây này, đây. Trợ lý thầy báo là không có 10. Vậy là mấy ông kia nói phét rồi. Đề dễ thì vào làm đấy biết thôi. Đúng không? Ồ chết rồi, mấy ông này không mở điểm. Đây thầy báo đây. Mở link điểm đi em. Nhưng mà các bạn có thể thấy đây rồi. Trợ lý của thầy lại báo là đề SIDA thế không có 10. Đúng không? Chứng tỏ là không dễ rồi. Đúng chưa? Chứng tỏ là không dễ đâu. Thế nên là những bạn mà chưa làm được quá tốt thì cũng không có cần phải lo lắng lắm. Đúng chưa? Đó, không cần phải lo lắng lắm. Được chưa? Và chúng ta cứ tiếp tục học. Thời gian này thì còn thực sự là còn rất là dài. Mình cứ tự tin mà học. Kiểu gì là mình cũng sẽ vượt qua các cái đối thủ khác thôi. Rồi, thì đấy là cái câu chuyện. Đấy là cái câu chuyện. Thế thì nếu mà hôm nay có một số bạn tham gia vào buổi học này mà cảm thấy có nhiều dạng mình chưa nắm được này, hay là có nhiều bài học, nhiều nội dung mà các bạn cảm thấy là nó còn mới lạ, hay là mình chưa có làm nó suôn sẻ lắm, thì các bạn có thể bảng điểm thầy nhắc lại. Kết quả có rồi, đây có link kết quả đây rồi gì nữa. Đây, có link kết quả rồi gì nữa. Bây giờ thầy sẽ đăng luôn, đây link đây, link trợ lý thầy đăng đây, làm gì có 10 đâu. Cao nhất 975 đúng không? Vậy chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là chưa căng đâu. Ok, đúng chưa? Rồi, có những bạn rất nhiều bạn làm tốt, tầm này là tốt rồi, nhưng mà chứng tỏ là đề này chưa đủ dễ. Nếu mà dễ là phải 10 tất cơ, đúng không? Thì thầy đang nói dở, nếu bạn nào mà muốn tham gia các khóa live của thầy để được luyện những cái kiến thức như thế này, được làm những cái đề chất lượng và được học những cái skill chất lượng để mình tham gia vào kỳ thi một cách tự tin và đầy đủ những cái dạng,
gặp bài nào là coi như mình làm rồi để mình tự tin hơn, thì các bạn có thể đăng ký khóa livestream để học cùng với thầy trong thời gian tới. Hiện tại khóa livestream đang được giảm 50% cùng với việc là tặng sách nhân dịp đầu năm mới, đầu năm học mới. Các bạn có thể inbox trực tiếp cho thầy hoặc các bạn điền link vào. Ôi giời ơi, cái ông Lượng Trương thầy đang livestream này thì không hiểu là thầy up kiểu gì, hơi toang nhỉ, đúng không? Thầy đang live này thì thầy up kiểu gì? Chung Casio cá là anh Bình à? Ok, không biết phải thằng Bình không. Anh Bình thì là anh đấy, là trợ lý của thầy đúng không? Anh Bình là anh trợ lý của thầy, nhưng mà chùm Casio là ông khác à? Ok thôi đấy, chia sẻ như vậy thôi. Bạn nào tham gia khóa học thì điền vào link mà thầy ghim hoặc inbox trực tiếp cho thầy, được chưa? Và bây giờ thầy sẽ dừng live để đăng điểm lên cho mọi người tham khảo, được không? Và hy vọng là mọi người có thể tiếp tục tham gia những cái buổi học của thầy và chăm chỉ hơn trong thời gian tới. Chúc các bạn luôn luôn học tập tốt và gặp nhiều thành công. Bây giờ thầy sẽ dừng livestream và gặp lại mọi người buổi học sau nhé. Ok, xin chào anh Quân. Rồi, bye bye mọi người.